sau 8 ngày đi du lịch Đà Lạt và Nha Trang. Sáng nay ngày 21 tháng 11, Đỗ Sinh đã về đến nhà an toàn. Hướng ban công bên này là đường vành đai 3 và trung tâm hội nghị quốc gia. Trách bên phải là bảo tàng Hà Nội. Trần Duy Hưng và Phất Duy Kiệt. Và nút ngã tư có ngay trước siêu thị Bixi Thăng Long. Ban công hai hướng với những chậu hoa nhỏ nhỏ và một không gian thư giãn của Đỗ Sinh. Thank you.